Chào bác vậy, kênh của em nhé. Thì hôm nay trên bàn của em đây đang là một cái thiết bị rất là lạ với nhiều bác. Bây giờ thì chắc là nhiều bác bây giờ không cần dùng cái này, vì cái này là để dùng cho các cái thiết bị máy tính mà nó không có cái webcam ở trước, ví dụ như máy tính để bàn hoặc là những cái laptop mà đã hỏng cam. Thì cái thiết bị này thì cái đợt tháng 3, tháng 4 gì đó thì học sinh đang nghỉ học thì nó cháy hàng rất nhiều, mình đã phải đặt nhưng mà mình về mình không sử dụng đến. Thì hôm nay mình mới nhớ ra mình trên tay giới thiệu các bác. Mình cũng nói là bỏ ngỏ không đấy nhưng mà mình cũng dùng thử rồi, chat rất là ok. Thì trên tay mình nay mình sẽ giới thiệu một cái thiết bị của Logitech này. Đây một cái webcam nhá. Thì mình sẽ nói qua về cái thông số trước, thì cái tên đầy đủ nó là thiết bị truyền hình C270 này. Logitech này, năm sản xuất thì rất là mới nhé, năm 2020 này, dùng cho máy tính xách tay, máy vi tính này. Đây là một cái thương hiệu Thụy Sĩ này, sản xuất tại Trung Quốc này và nhập khẩu và phân phối của công ty thương mại dịch vụ Quốc Việt nhé, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Thì cái thiết bị này nó tương thích với cái nền tảng là Windows và Mac nhé. Thì có thể làm việc với Skype này, gọi qua Google Hangout này, hoặc là FaceTime format này, chúng ta có thể gọi được. Và ở đây liệt kê này thôi, nhưng mà các cái phần mềm mà trực tuyến giờ như Facebook này, Zalo chúng ta có thể gọi được. Và nhất là cái phần mềm nổi nhất bây giờ là cái đợt vừa rồi là cái phần mềm Zoom để hội họp, để học trực tuyến. Thì đây nhá, cái thiết bị này hình dáng sẽ như này. Cái tên đầy đủ nó là C270 HD webcam. Đây, HD video call. Cái độ phân giải nó hỗ trợ tối đa là 720p với 30 hình trên giây nhá. Thì đối với các cái thiết bị mà hội họp thì chúng ta cũng chỉ cần thiết ở mức đó thôi. Ở đây ở dưới hộp là một cái lá cờ của Thụy Sĩ này. Mặt dưới là các cái thông số này. Rồi, ghi rất là rõ. Và bây giờ mình sẽ mở hộp xem là bên trong nó có gì nhá. Thì cái giá thì và cái đường link mua ấy mình sẽ để bên dưới. Thì bây giờ mình sẽ bóc hộp nó ra xem nó bên trong nó có này. Bên trong là bên ngoài một lớp màu xanh hết này. Bên trong là một cái dạng như là giấy tái chế này. Và bây giờ mình sẽ moi ra xem nó có những cái gì. Rồi, trong hộp này thì đây là một cái tờ hướng dẫn sử dụng nhé. Đây là cách chúng ta để lên cái màn hình như nào. Thì này nó rất là nhăn nhau vì nó họ gập ở để cuối hộp. Và cái tờ hướng dẫn sử dụng thì nó có các cái về thông tin quan trọng về và các cái gì bảo hành. Thì trong đó tiếng thì để mình xem là có tiếng Việt không nhé. Rất là nhiều ngôn ngữ, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Ả Rập, Trung Quốc. Và rất là tiếc là trong cái sản phẩm này tuy là phân phối chính hãng đây nhưng mà nó sẽ không có tiếng Việt nhé. Thì chúng ta thực chất là cũng không cần thiết phải tiếng Việt đâu. Đây cái mình sẽ đây đây là một cái phiếu mua hàng đây, thì họ ghi này, ghi rất là đây, cái này là họ tính số lượng sai nhé, tức là cái này đây với cái giá cả VAT là sẽ là 519.000 nhé để mua. Nhưng mà cái hóa đơn này họ gửi cho mình chắc là cái hóa đơn họ gửi nhầm thôi, mình mua có một cái nhưng mà họ ghi là 15 cái, rất là nhiều. Đây đây là một sản phẩm mình mua của công ty cổ phần thương mại dịch vụ Phong Vũ nhé. Chắc là Phong Vũ rồi, chuyên phân phối về các linh kiện này thì chắc các bác biết rồi đúng không ạ? Đây người mua là Cường Thịnh đây. Thì đây là sản phẩm chính hãng nhé. Chắc là cái shop này người ta ghi của Cường Thịnh này, mua của Phong Vũ đây. Họ mua 15 cái một đợt. Và đây cái giá mình mua đây nhá, là cả thu hộ là 750.000 đồng này. Đây, ghi rõ đây. À, rồi, bây giờ thì mình sẽ đến cái sản phẩm chính. Nhé, bỏ hộp này ra xa chút, nó rất là vướng đúng không? Và chúng ta mở ra.
Đây. Rất đơn giản thôi. Và hộp tái chế để nó họ kẹp lại cho nó đảm bảo an toàn cho thiết bị thôi. Và ở đây trên tay mình là sản phẩm đây. Sẽ sơ lược qua cho các bác xem trước. Đây là một cái dây USB 2.0 để chúng ta cắm vào cổng USB máy tính đây. Đây là các cái tiêu chuẩn về an toàn nó thì chúng ta không quan tâm này, mà cái sản phẩm này thiết kế rất cao cấp nhé. Các cái dây đây có cả các cái để nó giảm các cái xung từ đây. Và đây nhá, đặc biệt là đây có tem của Phong Vũ này năm 2020 nhá. Đây mình sẽ lột cái mặt đằng trước ra đây để cho các bác xem nó rõ hơn. Cái này nhìn thấy keo nó hơi nem nốt một chút nhá. Thì ở đây là một cái cam chính này được có độ phân giải là 720p này, và cái lỗ này là lỗ mic nhá. Thì cái này khi cắm qua cái cổng USB 2.0 ấy vào máy tính ý, thì trên Windows 10 ấy, chở Windows 8.1 trở lên thì nó sẽ tự động nhận driver nhá, mình đã test ok rồi. Và đây là con logo của Logitech mới này. Cấu tạo rất đơn giản thôi. Và đây là cái ngàm để chúng ta đây, ví dụ mấy màn hình máy tính này chúng ta có thể đặt lên chốc như này. Đây ở đây ví dụ đây mình sẽ lấy tạm một tí chiếc ví của mình như cái chân màn hình đây, đây chúng ta sẽ kẹp vào này thì nó sẽ đứng rất là vững đây. Và chúng ta đặt trên chốc màn hình thì nó như thế. Và cái mic này nhá, mình sẽ không không cần thiết phải cắm máy tính đâu vì cắm là tự nhận rồi. Thì khi chúng ta gọi các cái cuộc gọi qua Zalo hoặc là Facebook ở trên trình duyệt ý, thì nó sẽ yêu cầu chúng ta cấp các cái quyền ý, để truy cập. Thì chúng ta cấp quyền nó thì có thể sử dụng được. Và cái mic ở đây nó thu các cái giọng nói của mình rất là tốt. Mình đứng ở khoảng cách, hôm mình test ở một phòng rộng khoảng hơn 30 mét vuông một chút, thì mình để máy tính ở góc phòng này sang góc phòng kia thì mình đứng mình nói rất là bình thường. Thì mình test thử qua tính năng gọi video ở trên Facebook nhá, thì bên đầu bên kia nghe rất là rõ, thì cái mic này thu rất tốt. Thì để chúng ta thuận tiện trong các quá trình mà chúng ta học tập trực tuyến ở cái thời điểm nóng hổi như đang cái đợt về dịch bệnh căng thẳng như năm nay, thì mình nghĩ là đây là một cái giải pháp thì để cho khi chúng ta học trực tuyến ấy thì đỡ phải nhìn vào cái điện thoại thông minh màn hình rất là bé, hoặc là các máy tính bảng thì rất cồng kềnh. Chúng ta có thể là học luôn trên các cái máy tính để bàn, các cái màn hình thông thường. Máy tính để bàn giờ màn hình nó cũng thông thường khoảng 19 inch đến khoảng 27 inch, đấy là cái màn hình tiêu chuẩn. Thì chúng ta có thể là vừa học tập vừa ghi chép và chúng ta đỡ nhìn nó to, nó dễ đọc hơn. Thì theo bác là có nên mua cái sản phẩm này để giúp ích cho chúng ta gọi video gọi học không, hay là không cần thiết thì các bác cho comment bên dưới. Nhưng mà theo mình ý, mình có con nhỏ thì rất là khuyên các cái bậc phụ huynh ý, tức là nên mua những sản phẩm này để cho con cái của mình là đỡ phải nhìn vào cái màn hình nó nhỏ. Màn hình nhỏ thì các cháu nhìn các cái chữ, mà nhất là các cháu nhỏ ấy, các cháu cấp 1, cấp 2 ấy, thì nhìn vào cái màn hình điện thoại rất nhỏ mà học nhiều những cái bài tập toán ấy, thầy cô đưa lên các cái slide hoặc là thầy cô quay trực tiếp nó rất là khó nhìn. Và trên màn hình thuận lợi của màn hình lớn như màn hình máy tính khoảng 20 đến 24 inch thì rất là rõ. Và cái chất lượng của cái webcam này nhá, tuy nó nhìn cái giá trị 720p ấy, thì chúng ta không thể nói điều gì cả, nhưng mà khi bác dùng thực tế thì các cái cam trước của điện thoại ấy, thì về cơ bản là mình hôm mình đã test thử rồi, thì cũng test ở một nhóm khoảng hơn 20 người, tức là trong cái cuộc gọi qua Zoom ấy, qua ứng Zoom thì chắc là nhiều bác biết rồi, để cho học trực tuyến ấy. Thì mình thấy là cái này hầu hết là ra cái màu sắc nó trung thực mà nhìn cảm giác nó nét nhất. Các cái cam trước của điện thoại ấy, mình cảm giác là nó cứ mờ mờ ảo trên zoom nào ấy. Và cái thiết bị này thì nó tương thích với cái nền tảng Windows. Mình chưa test trên Mac nhưng mà tương thích với Windows 10 rất ổn, cắm là nhận, cắm là nhận. Thì dùng rất là ổn. Thì trên đây là cái bài mở ngắn là mình thôi. Thì giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm, bác nào cần link mua thì comment nhé, thì em sẽ gửi link mua cho, vì là cái đợt này khả năng mua dễ hơn, vì là sắp tới này
có thể nhiều bác sẽ phải tiếp tục học qua học học trực tuyến đấy, thì theo bác là theo em là cũng nên mua sản phẩm này. Và các bác xem kênh nhịn, nếu thấy hay nhấn like và nhấn đăng ký để theo dõi các video mới nhé. Em xin cảm ơn và chào bác.